Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi câu mấy cái red shark đi để mà chúng ta biến Crowdon về cái dạng nguyên thể các bạn à. Trời ác ơi, ta nói nó câu mà nó khó phải cái chưởng ạ. Ô, bên đây có một em boss nè, em Numo các bạn ơi. Sẵn thì mình sẽ xử đẹp nó luôn nha. Wow, Numo với tôi lụm nó liền các bạn ơi. Ồ, một hit nó chết queo luôn rồi. Rồi để mình bổ cái heal cái đã. Ở đây thì mình đã có được bốn cái red shark nè. Đó, bốn cái này thì mình đã câu trong những cái tập trước rồi đó. Bao nhiêu cực khổ chỉ được có bốn cái thôi. Bây giờ thì mình sẽ cần phải câu thêm 6 cái red shark nữa nha các bạn, để mà tạo được cái red orb đó. Phải 10 cái mới được thôi. Rồi thì mình sẽ câu tại hồ lava nha các bạn ơi. Nhớ là phải là cái hồ lava ở tại vùng sa mạc thì nó mới rớt cái red shark này nha. Đó, chúng ta sẽ cố gắng nào. Ôi, được hai dấu chấm than. Không được gì cả rồi. Khi nào được ba dấu á thì các bạn nhớ do cần câu lên nha. Đó, ui lại hai dấu. Mấy cái mà một dấu hai dấu chấm than thì mình sẽ không có do cần câu đâu, nó đỡ mất công mình phải đánh các bạn ơi. Ui, bên này có một em Pokemon gì đó, để mình coi thử nè. À, cái con cá sấu. Cá sấu các bạn à. Trời ơi, con cá sấu đem mắt kiến mà nó hay theo Satoshi nè các bạn. Hấp dẫn. Ồ, à, đứng đây cầu tiếp thôi nào. Mình câu đó. Mình sẽ câu đâu đó tầm 6 phút. Ồ, à, rồi mình sẽ đi bắt Legendary nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ qua những cái địa điểm thích hợp. Để mà tụi nó sẽ xuất hiện đó các bạn ơi. Ồ, được một cái dấu chấm than nè. Trời ơi, câu nãy giờ toàn được cái gì không à. Hay là mình ra biển mình câu cái blue shark ta. Thôi kệ, red shark mình nhiều hơn mà. Blue shark mình có 3 cái thôi, red shark mình có được 4 cái lận. Cố gắng câu lên nào. Hai dấu chấm than, cộng được rồi. Cố câu thêm nè anh em ơi. Hello. Trời ơi, quanh đây có khá là nhiều Pokemon luôn nè. Rất là nhiều. Ê, trời đất ơi, mình lỡ giật tay lên rồi. Chúng ta được mấy cái mắt mắt rim cũng như là play rod. Mấy cái này mình đã có rất là nhiều rồi các bạn ơi. Hồi đợt mình đứng đây mình câu mà, nên bây giờ không có cần những cái thứ đó nữa. Đâu đó còn 3 phút á thì mình sẽ tiến hành teleport qua những cái vùng mà có legendary mình chưa có nha các bạn ơi. Ui, câu này nó gian nan vậy. Ủa, cái tỷ lệ mà nó rớt red shark á, nó khó phải chữa luôn các bạn ơi. Đó là tỷ lệ cấp 3 luôn đó. Ôi, đây rồi, thêm một miếng red shark nữa rồi các bạn ơi. Ôi, hấp dẫn. Mình mới nói xong, ai về nó có thiệt luôn. Đây là cái red shark thứ 5 của mình rồi đó. Mình phải còn thêm 5 cái nữa thì mới tạo được một cái viên red orb luôn các bạn à. Để mình coi còn mấy phút nữa rồi. 4 phút nữa các bạn à. Ok, chính cho, chính cho. Ui, có một con Numo Shiny kìa. Để mình câu xong cái này nha các bạn ơi. Coi thử nó được. Ôi ơi, một dấu. Thôi, chúng ta sẽ không có giật cần câu đâu. Để mình coi nào. PC. Mấy em Numo của mình. Ui, mình không có Numo bình thường hả? Hình như mình đã tiến hóa nó lên Kem Rup rồi các bạn ơi. Rồi, sẵn tiện thì mình sẽ bắt nó luôn. Bắt em này luôn. Ui, con Shiny nhìn đẹp phải chưởng hả? Cấp 29 các bạn à. Đây thì mình sẽ tiến hành cất con Crowdon vô đi. Lấy Scissor ra. Lấy con Scissor ra. Xài quả Whipball trước nha các bạn. Whipball ra trận. Và thành công luôn các bạn ơi. Quả đầu tiên thôi, rất là đơn giản. Trời ơi, bây giờ lại tiếp tục quay trở lại câu thôi. Con nào thách đấu tôi vậy? Đít lệt hả? Chết queo luôn. Ngon lành. Thôi chúng ta lại quay lại câu các bạn ơi. Để mình check spawn legendary cái nha các bạn ơi. À, còn một phút nè. Và cái chỗ mình đang đứng sẽ xuất hiện được hai em. Đó chính là Tabu Bulu và Tabu Coco nha. Hai em thần bảo hộ. Ôi, quá là đã luôn các bạn ơi. À, đúng một phút nữa đó. Chúng ta sẽ cố gắng chờ xem. Ngon lành canh đào.
Hiện tại thì mình đang đứng tại cái vùng jungle nha các bạn. Đó, cái khu này mà khi mà cởi Pokemon á thì nó cực kỳ lắc luôn đó. Nó có rất là nhiều thứ để mà lót trong này luôn nè. Ui, hấp dẫn hấp dẫn. Cùng chờ một xíu xem nha các bạn ơi. Coi thử có cái em Tabu nào xuất hiện không nha. Ồ, ở đây có một em Tropius nè. Ui, nó đang bay các bạn ơi. Wow, để mình coi kỹ nó hơn cái đã. Cái con Tropius này, ui làm cách nào mà nó bay được vậy ta? Ui, giống như mấy cái lá này nó buộc lên người của nó các bạn ơi. Ui, nó có hai cái nải chuối ở cái họng kìa. Ô, đây nè, Tabu Coco đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Wow, vị thần bảo hộ hệ điện đã xuất hiện rồi nè. Rất là hấp dẫn luôn. Wow, đây, đây là vị thần của Tuyệt Kỹ Z đó các bạn ơi. Đó, hấp dẫn, hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng đi qua coi thử nào. Ui, đã thiệt sự luôn đó các bạn. Chắc mình phải lấy cái em Sitger ra quá. Đây, Tabu Coco. Đầu tiên thì mình sẽ cho nó một quả Whipball trước nha. Đó, để mà nhận được cái hiệu ứng 5x. Còn nếu nó không được thì chúng ta phải Phone Whip cho nó còn một máu thôi. Hey, lúc nào cũng vậy các bạn ơi. Lúc nào cũng phải Phone Whip xuống cho nó còn một máu mới được thôi. Đây, Phone Whip cho mày xuống nè. Ui, con này mới cấp 60 thôi bạn. Ui, một hit Phone Whip của mình nó đã còn có một máu luôn rồi. Ôi sao nó yếu vậy vậy? Đây mình sẽ thử sử dụng mấy quả Ultra Ball nha. Tại các bạn cũng comment bảo là tại sao mình lại không dùng mấy cái quả này. Tại vì mình muốn bắt cho nó thiệt là nhanh thôi. Summer Ball thì bắt rất là nhanh luôn. Còn Ultra thì nó lâu vãi cả chưởng ạ. Hai quả rồi đó. Ui, nó làm em Sitger của mình bị tê kìa. Mình sẽ cho một quả Ultra Ball thứ ba nha. Nếu không được nữa thì chúng ta sẽ dùng luôn cái quả Summer Ball nha các bạn ơi. Ôi, đánh tôi cũng khá là gắt đó. Rồi, Summer Ball nè. Summer Ball. Ui, Tabu Coco, hấp dẫn quá các bạn à. Ôi, nhìn nó nè, xịn sò thiệt sự luôn. Tiếp tục là Summer Ball nha. Hai quả các bạn ơi, đây là tỷ lệ 1.6. Ôi, chưa được. Ô quên, hai quả là tỷ lệ 1.3 chứ. Đây, quả thứ ba là tỷ lệ 1.6 đó. Đó, nó sẽ tăng 0.3, 0.3 từ từ lên. Đó. Ôi, 1.6 đã được rồi nè các bạn ơi. Quá xịn sò luôn. Ôi, chỉ với 3 quả Summer Ball rồi chúng ta đã bắt được em Tabu Coco rồi nè. Ồ, và 22 phút nữa sẽ có một cái em huyền thoại khác xuất hiện nha các bạn. Hấp dẫn. Ôi, vị thần bảo hộ Tabu. Tabu Coco. Mình có một con Tabu le le nữa đó các bạn. Để mình lấy nó ra luôn nha. Ồ, mình chỉ mới có được hai em Tabu thôi. Bộ cái hiệu phép nè. Tabu le le kia của mình đã đạt được cấp 100 rồi. Em này thì mới cấp 60 thôi. Ui, luyện nó sẽ hơi lâu đó. Wow, nhìn nó đẹp chưa kìa. Nhìn nó xịn chưa kìa. Tabu Coco của tôi. Để mình coi thử nào. Wow, ui cô này nó cũng có Phone Sweep luôn các bạn ơi. Xịn vãi. Nó có 3 chiêu hệ điện nè. Chạc, Wheel Chạc và Dish Chạc. Cũng rất là hay ha. Ôi con này lại trừ Speed. Nhưng mà kích thước là huge. Ôi trừ Speed nhưng mà cộng Special Attack các bạn à. Nói chung cũng khá là hay đó. Cái em Tabu Lele kia của mình đã học full skill rồi nè. Đó, kỹ năng đã chuẩn. Tabu Lele kia thì nó không có cộng trừ gì cả. Wow, tính ra như vậy nó cũng tốt ha. Đây, Tabu Coco. Xịn chưa, xịn chưa. Các bạn có thể đọc những cái thông tin của nó ở trong cái Pokédex nha các bạn. Rồi, ngon lành liền. Mình sẽ tiếp tục câu tiếp nha. Trời ơi, bỏ câu đi bắt Legend là được luôn các bạn à. Xịn vãi chưởng. Còn 7 phút nữa mới có được một em Legend rận. Đó, nên mình cứ thoải mái thôi. Cứ câu thôi bạn ơi, không có vấn đề gì cả. Câu thôi nè. Ôi, toàn là 1 chấm với lại 2 dấu chấm than thôi. Không có được 3 dấu chấm than nữa rồi. Xui quá vậy ta. Ôi, lại 2 dấu chấm than. Chắc mình sẽ đi qua cái vùng khác đi các bạn ơi. Đây, Mega Tiger Hill. Mega Tiger Hill 4.
Ôi còn 6 phút nữa và vùng này ban ngày á nó sẽ xuất hiện Rosirem, ban đêm nó sẽ xuất hiện Zekrom nha. Chờ nãy giờ rất là lâu rồi các bạn ơi. Đã đâu đó tầm 4 đến 5 phút rồi đó. Để mình thách đấu luôn cái em Ponyboy này nha. Đây là em thỏ nè các bạn. Dứt mày luôn nha em thỏ. Hấp dẫn. Bí kíp bắt Legendary là phải treo máy như vậy đó các bạn. Đó, ngon lành chưa. Ui đây luôn. Ôi cách có mấy phút thôi nhưng mà nó vẫn xuất hiện Legendary luôn các bạn ơi. Đây là Rosirem nha. Wow, xịn vải chưởng hả? Đây là vị thần của sự thật đó các bạn ơi. Nó trái ngược với lại Zekrom. Zekrom là vị thần của lý tưởng. Chúng ta sẽ đi qua bắt cái em Rosirem này luôn nha. Lần này chắc chúng ta sẽ bắt nhanh luôn bằng Tamuvon nha các bạn ơi. Và tất nhiên cái quả đầu tiên sẽ luôn là Whitbon rồi. Đó, Whitbon trước nè. Quả đầu tiên. Ui nhìn nó đẹp chưa kìa các bạn. Nhìn nó đã vải chữ luôn đó. Wow, bắt không được rồi. Mình sẽ phone whip cho nó còn một máu nha. Ui kiểu này phải là phone sweep 3 lần rồi. Phone sweep 3 lần luôn. Đó, 2 lần nó vẫn chưa còn một máu các bạn ơi. Phải một lần nữa. Phone sweep. Đó, còn một máu rồi nè. Ui, chết queo queo cái em Sitzer của mình luôn rồi. Mình sẽ chuyển qua Virizion đi. Và dùng luôn cái quả Tamerborn nha. Đây, cái quả đầu tiên á thì cái chỉ số của nó sẽ là 1 chấm nha các bạn. Đó, nó sẽ tăng 0.3 mỗi quả đó. Ui, một quả Tamerborn và thành công luôn các bạn ơi. What? Ui, nó xịn vãi cả chưởng ạ. Trời ơi, còn gì bằng nữa anh em ơi. quá đã luôn. Trời đất ơi, còn gì bằng nữa. Rồi, thế là mình đã có được 783 em Pokemon rồi nè. Wow, chúng ta chỉ còn thiếu 26 em nữa thôi. Ui, ta nói nó xịn thì thôi luôn. Rồi, thì mình sẽ lấy Reshiram ra nha các bạn ơi. Em Reshiram của mình. Tạo đợi, ta chặn đi nào. Đó, nhìn to chưa kìa. Nhìn hấp dẫn chưa kìa. Wow, hai quả bon thôi mà chúng ta đã bắt được rồi các bạn à. Ui, nhìn cái mắt nó nè các bạn. Đẹp phải. Đẹp phải cái chưởng á. Quỷ thần của sự thật. Đó, ngon lành liền. Để mình sẽ tê là bọt về nhà coi. Và chúng ta sẽ xem qua một vài cái thông tin mà cái em Rosira mình bắt có nha. Đi về nhà thôi anh em ơi. Đi ra ngoài này đi. À không, đi qua bên này đi. Bên này nó trống trải hơn nè. Đây, Reshiram của chúng ta đây nè các bạn ơi. Wow, nhìn nó ngon chưa kìa. Ngon lành liền. Ôi, con này là hệ rồng với lại hệ lửa đó các bạn. Vị thần của sự thật. Của lẽ phải. Đó, ngon lành. Ôi, con này lại trừ speed. Kích thước thì là nguyên bản, nguyên mẫu thôi bạn ơi. Kích thước chuẩn. Trời đất ơi, bắt hai con Tabucoco cũng trừ speed, con này cũng vậy luôn. Xui quá ấy chưởng ạ. Ôi, bên đây có một ông tiến sĩ nè. Trainer cấp 61 các bạn ơi. Nãy giờ thì mình đang đi kiếm Murilaner nhưng mà chưa thấy. Toàn thấy Trainer với lại Mututor thôi. Trời ơi, ta nói kiếm ổng khó vãi luôn á. Kabuto với tôi, ngẫm liền. Granidos. Trời ơi, ông tiến sĩ này toàn là Pokemon cổ đại thôi. Không biết ông có chơm không nữa. À, bên đây gặp cái ông cảnh sát nè. Uầy, có con Rainbow. Chỉ có một con thôi. Pokehill phát các bạn ơi. Ồ, đi trend như thế này á, Pokemon của mình nó lên cấp nhanh kinh khủng luôn đó. Ôi, bên đây có một cái ông Mututor nè. À, và đây, thêm một ông trainer khác nữa các bạn ơi. Hình như ông này là thợ mỏ thì phải. Đúng rồi, toàn là các Pokemon thợ mỏ thôi à. Lậm mày luôn. Nó còn nội tại một máu đó các bạn. À, Raniados. Vẫn có Pokemon cổ đại. Hay vãi chưởng hả. Rồi, ngẫm con Raniados luôn. Ui, hai con luôn. Trời ơi, kiếm đâu ra mà hai con giống nhau dữ vậy. Ôi trời, nó mưa luôn rồi. Thôi xong tôi. May là mình có Groudon đó. Trời mưa mình rất là ghét luôn đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ
tắt mưa đi. Đó, có Crowder để làm gì? Để tắt mưa đi đó. Rồi, bỏ cái hiu cái coi. À, thêm một ông cảnh sát nữa nè các bạn ơi. Wow, lần này là ông đã đổi Pokemon rồi. Ui, mà vẫn chỉ có một con thôi. Trời ơi, cảnh sát sao mà ít Pokemon quá vậy? Ồ, chỗ này trainer rất là nhiều luôn nha các bạn. Và mình sẽ tiến hành học skill từ cái ông Mututor này nè. À, chính xác là từ cái chị Mututor này. Trời, cái chị mặc đồ Pikachu. Mình sẽ lấy cái con Cobalion ra nha các bạn. Để mình coi thử giá coi. Flash Cannon, nó tốn Amethyst nè. Mình sẽ lấy Amethyst ra trước. Amethyst mình để trong cái ba lô vàng nè. Đó, rất là nhiều Amethyst luôn. Mình đã rút kinh nghiệm hết rồi. Và đây là Cobalion nè. Tiến hành học Flash Cannon cho nó nha các bạn. Đâu rồi, Flash Cannon thay Iron Head. Ngon liền. Được cái bộ skill rất là chuẩn cho Cobalion rồi đó các bạn. Wow, xinh. Để mình coi còn chiêu nào học được nữa không. Hình như ra home rồi. Thôi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi train tiếp. Cũng như là tìm Mobilaner nữa nha các bạn ơi. À, con gì đây? Con rồng này. Cứ thách đấu tôi hoài à. Đây, dưới đây có một ông trainer nữa nè. Dứt ổng luôn nha các bạn. Ông này thì cấp 100. Machop. Ôi, hình như mình quăng trúng cái con Machop rồi. Không phải là quăng trúng trainer. Đây. Glyren cấp 100, con này mới đúng chứ. Ồ, đánh mấy con này á, lên kinh nghiệm quá chừng luôn các bạn ơi. Toàn 1.600 kinh nghiệm không à. Rất là đã luôn. Ui, 2.001 kinh nghiệm luôn. Xịn vãi. Ôi trời, nó lại mưa nữa rồi. Mình lại phải tắt mưa thôi. Để mình thử cái nội tại của Crowden coi. Ví dụ mình quăng ra như thế này thì nó có tắt mưa không ta? Hay là nội tại nó không có hoạt động? Ơ, mình vẫn thấy trời nó đang mưa nè. Các bạn nào biết cái này thì nhớ comment cho mình biết nha. Ui, nhìn nó lạ vậy. Nó vẫn bình thường các bạn ơi. Mưa nó vẫn mưa, nó không có tắt gì cả. Magnet Mine nè. Wow, Mutant. Ây da, gãi ngứa tôi hả? Metan nè, ngậm cửa tỏi luôn. Và hình như đây là con cuối cùng rồi. Lyrin. Nó không có tắt mưa các bạn ơi. Mình phải tắt bằng tay thôi. Đó, phải dùng cái Eternal Move thì nó mới được. À, thêm một em boss nữa. Ba Nette. Đây là boss Legendary luôn các bạn ơi. Boss này cấp 111 hả? Một số cấp thấp vậy. Hình như là Pokemon mình mang theo mới cấp 91 thôi. Đó, Pokemon cấp cao nhất á, trong cái vàng của mình là mới cấp 91 thôi ạ. Nên nó chỉ hơn 20 cấp thôi các bạn à. Ba Nette. Ui, chưa ngẫm được nó rồi. Hyrubum. Ui, ngẫm cái em Kyogre của mình luôn. Liplet. Đào lá. Ờ, chết queo luôn. Và nó cho mình một cái viên Rare Candy nè. Ngon lạnh. Sẵn tiện thì mình sẽ nâng cấp cho mấy em Pokemon của mình luôn nha các bạn ơi. Để mình coi kinh nghiệm của tụi nó coi. Ôi trời, lại mưa nữa. Mưa hoài à. Virizion. À, đây là cái em cao nhất trong cái dàn Pokemon của mình nè các bạn ơi. Cấp 91. Chắc mình sẽ cho em lên cấp 92 luôn nha. Ây da, cái con Cusperm này. Nó cứ gạ thách đấu mình không à. Ui, cái gì vậy? Mình cho nó lên cấp và nó bự lên đúng không các bạn? Ôi, cái điều này trước giờ mình không có để ý. Ôi, hay vậy. Để mình qua mình đấu với cái ông cảnh sát này nữa đi. Chỗ này khá là nhiều trainer luôn. Mà toàn là trainer cấp thấp thôi. Phải chi trainer cấp 100 á thì mình còn nhận được nhiều kinh nghiệm hơn đó các bạn. Rowlai, ngẫm cửa tỏi luôn. À, bên đây có một Mututor nè. Và một trainer thợ mỏ đấu với ông này luôn nha các bạn ơi. Ui, ông này hình như cấp 80 mấy nè. Pokemon cấp 82 không nè. Hấp dẫn chưa? Dứt ổng thôi. Aaron. Ui, gãi ngứa rồi. Xài I-beam không được các bạn ơi. Mình sẽ xài chiêu hệ nước đi. Cho nó hấp dẫn. Hyrubum. Dạ sao lâu quá vậy? Waterbull. Chưa chết được nó các bạn à. Tiếp tục là Waterbull nha. Rồi, ngậm cổ tỏi nó rồi.
để mình đấu với lại cái ông tiến sĩ này luôn nha. Tiến sĩ cấp 86 các bạn ơi. Ồ, cấp phải cao như này luyện nó mới đã đó các bạn. Ui, các bạn có thấy con Kyogre của mình nó bự ra không? Hình như là lên cấp tức là kích thước của Pokemon nó sẽ bự ra sao á các bạn. Ôi, hồi nãy là cái con Virizion rồi, bây giờ là Kyogre nữa. Mình sẽ học Water Ground thay Water Bull nha các bạn. Ui, hay vậy. Ôi, cái này bây giờ mình mới biết luôn đó. Ôi, nó xịn thiệt sự luôn. Magnet Mine nè. Rồi, để mình xử hết mấy em Pokemon này cái đã. Ngon lành liền. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi Philo tiếp tục nha các bạn ơi. Wow, bên đây có một em boss nè. Đây là Aerodactyl, Pokemon cổ đại, Pokemon Mega cổ đại luôn. À, đây là boss rare thôi các bạn ơi. Dứt nó thôi. Boss rare. Ôi, bây giờ hình như cái con Kyogre nó mới gọi mưa thì phải. Hay là mình phải chờ trong vòng mấy hiệp thì Kyogre và Raiden nó mới tiến hành thay đổi thời tiết ta. Leaflet mới nè. Ui, không được rồi các bạn ơi. Chuyển qua Darkrai ru ngủ nó thử coi. Con này hình như không có ru ngủ được thì phải. Ôi, đúng vậy. Hình như không có ru ngủ được rồi. Chắc mình sẽ chuyển qua mèo Metan đi. Con này rất là trâu luôn đó bạn. Mèo Metan của tôi mà. Ồ, một khúc máu luôn. Và các bạn nhìn nè, nó trâu phải có trưởng hả? Flat Cannon. Ôi, chết queo. Master Ball. Và đây là quả Master Ball thứ 16 của mình nha các bạn ơi. Ôi, nó ngon lành vãi luôn á. Và chúng ta còn được thêm một cái viên kẹo tăng cấp nữa. Ôi, ngon thiệt sự luôn. Master Ball nè các bạn. 16 quá rồi. Đâu, để mình sẽ cho các bạn coi nha. Để mình đi ra ngoài này cho nó trống đi. Sẵn tiện mình sẽ cho Kyogre lên cấp luôn. Ui, 16 quả Master Ball luôn rồi. Còn gì bằng nữa các bạn. Rồi, Kyogre nó mới lên cấp thôi. Giờ cho nó lên cấp 92 nha. Ờ, có con boss Charizard nữa các bạn ơi. Để mình lôi Assert hệ nước ra chơi nó nha. Đó, mình sẽ đổi tập play hệ nước ra. Đâu rồi, Splash play nè. Đó, tắm hệ nước đó các bạn ơi. Ôi, lâu lắm rồi mới gặp lại cái con Charizard này đó. Ôi, và đây là Charizard gì đây? Charizard X các bạn ơi. Ồ, boss legendary luôn. Không biết nó có rớt ra một quả Master Ball nào không nữa. Sức mình mày nè. Ui, cái gì mà đánh Assert của tôi mạnh quá vậy? Sức mình nó phát nữa nha các bạn. Ôi, không hẹo được nó rồi. Chuyển qua con gì đây ta? Darkrai thử đi. Xài chiêu này thử coi. Ui, không được rồi. Qua Kyogre. Ây da, thôi xong. Thôi xong mày rồi. Ui, nó vẫn chưa chết các bạn ơi. Cái gì mà trâu vậy? Rồi luôn, hẹo Kyogre của mình rồi. Mình sẽ cho Charizard bình thường ra đánh nè. Dragon Claw. Con này hệ rồng với là hệ lửa mà. Ui ui, đây rồi, Charizard Die X các bạn à. Wow, đây là cái viên Charizard Die đầu tiên mà mình có đó. Ôi, mình chưa có cái viên X cũng như là cái viên Y luôn đó. Lâu lắm rồi mới gặp lại em này mà. Tại nó hiếm xuất hiện lắm các bạn. Rồi, để mình cất cái play này vô luôn nha. Ôi, xịn xịn. Rồi, chắc chúng ta sẽ cho con Kyogre lên cấp là phù hợp luôn rồi đó. Kyogre cấp 92 nè. Để mình đổi cái vàng Pokemon ra trước nha các bạn ơi. Wow, hấp dẫn hen. Và chúng ta sẽ cho em Kyogre lên cấp 93 nha. Đó, ngon lành rồi đó. Không biết kích thước nó có tăng lên không nữa. Bay bằng Reshiram nhìn nó đã thiệt sự luôn các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng Charizard X nào. Mega Charizard X. Đây, khi tiến hóa lên Mega Charizard X đó các bạn, thì cái con này nó sẽ mang hai hệ là hệ rồng và hệ lửa nha. Còn Charizard Y thì nó sẽ mang hệ bay và hệ lửa đó. Đó, uầy, rất là mạnh luôn đó các bạn ơi. Nhìn nó đẹp chưa kìa. Và bụng hơi bị phệ đó nha. Rồi, ngẫm câu tệ nó rồi. Đó, ngon lành liền. Wow, bữa nay có một ông trainer luôn. Sẵn thì mình sẽ dùng em Charizard thách đấu luôn nha. Trainer mới cấp 78 thôi.
Đó, lên Charizard X các bạn ơi. Trời ơi, cái viên đá này nó hiếm vãi chưởng hả? Tụi mình ít gặp á. Giờ thì dứt nó thôi. Một em, à nó có nội tại một máu các bạn ơi. Không được rồi. Mày nè, chết quẹo. Weeble nè, ui nó bị cháy rồi. Và nó cũng đã chết queo luôn rồi. Ông hai con Weeble luôn. Con này thì không có nội tại một máu thì phải. Aaron, ngon lành. Lại là Weeble nữa. Ngẫm củ tỏi luôn đi. Và Raniados. Mày nè, ngon lành canh đào các bạn à. Ui, đẹp phải chưởng à. Tổng kết ngày hôm nay thì mình rất là may mắn luôn khi mà đã có thêm một quả Master Ball nữa. Nâng tổng số Master Ball mình có thành 16 quả luôn rồi nha các bạn ơi. Và thêm một em Charizard nữa nè. Ồ, cái em Mega Charizard đầu tiên mình có đó. Ôi, nhìn nó đẹp chưa kìa. Bụng hơi bị phệ đó các bạn ơi. Nhìn bụng nó kìa. Trời đất ơi. Ồ, và nó ngậm cục lửa. Nhìn đẹp vãi chưởng luôn đó các bạn. Đó, ngon liền, bụng phệ. Charizard bụng phệ. Tiếp theo đó thì mình cũng có được Tabu Coco nè. Và Reshiram. Đó, rất là đã luôn. Quá mà may mắn các bạn à. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.